Thực ra ấy, bạn muốn tiết kiệm chi phí là điều đúng và bên mình luôn ủng hộ cái điều đó. Nếu như bạn đã có spa rồi thì cái việc tốt nhất lúc này đối với bạn không phải là mở một cái cơ sở spa của bên mình nữa, vì cái điều đấy không cần thiết. Mục tiêu của chúng ta đó là cái sự phát triển. Chính vì vậy, nếu như bạn muốn sở hữu một số những cái hình ảnh của công ty thì công ty cũng sẽ sẵn sàng thiết kế để cho bạn có thể in ấn ra bên ngoài. Còn lại là bạn hãy giữ nguyên những cái gì bạn có và bổ sung thêm những cái gì mà bạn đang thiếu. Còn nếu như chúng ta hợp tác thêm với nhau ấy, thì công ty sẽ định hướng làm sao để cho cái spa của bạn quan trọng nhất là tối ưu được cái chi phí và thu hút được về nhiều khách hàng để bán được các sản phẩm, bán được nhiều các cái dịch vụ và làm sao để khách hàng đến đó rồi họ muốn quay trở lại đó mãi mãi là khách hàng của bạn. Thế thì cái việc chúng ta hợp tác thêm nó sẽ lằng nhằng hay phức tạp không, có mất nhiều tiền không thì hoàn toàn là không, bởi vì đấy không phải là mục tiêu của doanh nghiệp bên mình. Bên mình là đồng hành cùng với đối tác để giúp đối tác phát triển tốt nhất. Thế nên là nếu như bạn đã có spa rồi ấy, thì bây giờ chỉ cần bỏ thêm một số thứ vào hoặc là bỏ một số thứ đi là ok thôi. Cụ thể như thế nào ấy, thì chắc là bạn phải inbox chi tiết để các bạn trợ lý bên mình có thể tư vấn hỗ trợ cho bạn nhé.